Wow, các bạn ơi, đây là một cây si cảnh này. Ui, các bạn ơi, đây mình có một cái chậu. Bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi nha các bạn nhá. Đi thôi. Ui, các bạn ơi, ở đây có một sân xe đồ chơi này. Bây giờ mình phải chọn ra những chiếc xe đồ chơi xịn nhất để nhặt đầy cái rổ này nhá các bạn nhá. Đây mình sẽ nhặt đồ chơi máy xúc cát phát sáng trước đi. Các bạn ơi, ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe máy xúc cát phát sáng đẹp chưa này. Các bạn thấy xịn chưa? Ở bên trong còn có một bạn tài xế lái xe luôn. Ui, hai chiếc xe này giống nhau này các bạn ơi. Đó, đẹp chưa các bạn ơi, hai chiếc xe này giống nhau chưa, đẹp chưa? Wow, xịn xò quá các bạn ơi. Hai chiếc xe này quá là xịn, xịn gọn nào. Mỹ được nhiều các bạn ạ. Đây, đây là một chiếc xe máy xúc màu xanh nữa này. Các bạn thấy không? Ở bên trong có một bạn tài xế lái xe này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này xịn xò quá. Rồi cho vào cái thùng của mình này. Wow, ba chiếc xe rồi. Đây có một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. À, múc nào, múc nào. Wow, hay chưa? Các bạn thấy ngầu chưa nào? Ui, đây là một chiếc xe máy xúc nữa này các bạn ạ. Wow, các bạn thấy hay chưa? Múc nào, múc nào. Wow, ngầu quá các bạn ơi. Ui, chiếc xe này xịn quá, mình xịn quá vào đây thôi. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cặp gỗ nha. Đó, wow, chiếc xe này xịn quá các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình nhập vào đây nha. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe xúc đặt nữa này. Ui, chiếc xe xúc đặt này xịn xò quá các bạn ạ. Màu xanh nhá. Ở bên trong còn có cả kìm cà lê và búa để sửa chữa đấy các bạn ạ. Đó, xịn quá. Ồ, cho vào đây thôi. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe xúc đặt đấy này. Wow, chiếc xe này cũng rất là xịn và mới đấy. Màu vàng nhá. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này là một chiếc xe bíp. Xe bíp chở các bạn học sinh đi học quá là đẹp các bạn ạ. Wow, xịn chưa? Ui, mình cho vào đây nhá. Đấy các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe. Các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân này các bạn ơi. Wow, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ui, ở đây là một chiếc xe bíp. Một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Xịn quá. Nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe Lamborghini nữa các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini đấy, rất là xịn luôn. Đó, wow. Một chiếc xe tăng con ếch này. À đây là một chiếc xe tăng quân sự xoay 360 độ này các bạn ơi. Đó, hay chưa? Đó, ui, đẳng cấp chưa này các bạn ơi. Wow, 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 băng 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 băng. Ui, xịn xò quá các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe ô tô. Một chiếc xe ô tô rất là xịn này, động cơ trong suốt này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa? Rồi mình ở đây nha. Ui, đây là máy bay trực thăng này. Máy bay trực thăng bay lên bầu trời, bay lên bầu trời, hạ cánh này. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc. Ui, đây là một con cá. Một con cá các bạn ạ. Một con cá, cá chép đấy, màu vàng đẹp chưa? Ui, xịn quá các bạn ơi. Ui, ở đây là một chiếc xe tăng quân sự này. Một chiếc xe tăng quân sự đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe tăng đẹp chưa này. Ui, ui các bạn ơi, ở đây mình lại phát hiện ra một chiếc xe lửa này. Đây là một chiếc xe lửa đấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn nhá. Ui, ui, đây là một con vịt đồ chơi này các bạn ơi. Đây là một con vịt đồ chơi nhá. Wow, xịn xò quá các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe tăng con ếch nữa này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tăng con ếch nha, rất là đẹp luôn. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa? Ôi, bây giờ mình phải tìm ra những chiếc xe đồ chơi xịn xò nhất để chơi thôi. Các bạn nhìn thấy xe gì xịn ông phô mình nhá. Ui, các bạn ơi, nhìn xem có xe gì xịn không phô mình để mình nhặt thôi. Các bạn ơi, wow, ở đây còn toàn là xe đồ chơi đẹp xịn xò thôi. Ui, mình nhặt đầy rồi đấy. Bây giờ mình nhặt tiếp một chiếc máy bay cảnh sát này. Máy bay cảnh sát đấy các bạn ạ. Đó, đẳng cấp chưa? Ui, xịn xò quá các bạn ạ. Đó, một thùng đồ chơi mới rồi nhá. Đó, bây giờ mình sẽ cất đi mang về chơi tiếp đây. Rồi, các bạn nhá. Đồ chơi mình nhá. Các bạn ơi, đây mình tìm thấy một chiếc xe rồi này. Các bạn ơi, mình tìm thấy một chiếc xe cẩu múc cát này. Có gầu rất là to. Đấy, to như này, múc được nhiều cát đấy các bạn ạ. Sới, 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 sới. Đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp nhá. Ui, đây mình phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát màu vàng. Đấy đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe máy xúc cát màu vàng đẹp này các bạn ơi. Nào, múc nào, múc nào. Wow, một chiếc xe cần cẩu múc cát đẹp. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát đẹp nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá. Đấy, múc nào, múc nào. Ui các bạn ơi, các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe nữa này các bạn. Đây là một chiếc xe máy xúc cát có cầu bằng sắt luôn nha. Ui, wow, hay quá, hay quá.
một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá. Ui, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông, xoay bồn chứ đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi hay. Ui, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn trộn bê tông ở này các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe bồn trộn bê tông đẹp luôn, xoay được cả bồn đấy các bạn ạ. Wow, ở đây mình phát hiện ra có xe tải chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đấy, xe đen chuyên đi chở đất nha. Ui đẹp quá. Bip 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 bip. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp đó này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe nâng hàng nhá. Đây là một chiếc xe nâng hàng đấy. Ui, đây là một chiếc xe tải. Xe tải màu vàng này. À, đẹp chưa? Pip 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 pip. Ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là mới và đẹp. Wow! Ở bên này mình phát hiện ra có xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nhá. Đây là một chiếc xe cẩu múc cát này. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy, xe cẩu múc cát cần dài nhá. Wow! Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp luôn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc. À, đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đẹp quá. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đẹp quá các bạn ạ. Wow! Đây là một chiếc xe cần cẩu móc có thể cẩu được cả một chiếc xe cần cẩu nhỏ lên. À, đây này, cẩu một chiếc xe cần cẩu lên cao luôn này các bạn ơi. À, đẹp chưa? Wow, đây có một chiếc xe bíp màu trắng đẹp quá các bạn ạ. Đây là xe bíp nha. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. À, đây mình còn tìm thấy một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha. Wow, đấy các bạn thấy đẹp chưa nào. À, có vòi chút bê tông nha, có xẻng xúc bê tông kìa các bạn ơi. Wow, hay chưa? Các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe đồ chơi nhá. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này, xe cẩu múc cát đẹp này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe máy xúc này luôn. Các bạn có thích không? Đây một chiếc rồi. Đấy, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe nâng hàng này. Đây là một chiếc xe chuyên đi nâng hàng đấy. Các bạn có thích chiếc xe này không? Đẹp chưa? À, xe lưng cả máy xúc cát lên cao luôn này các bạn ơi. Đấy, lên cao luôn nha. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. Đấy, các bạn hay chưa? Đây có một chiếc xe tải. Xe tải này là xe tải chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Một chiếc xe tải chuyên đi chở đất rất đẹp này. Wow, hay chưa? Các bạn thấy đẹp chưa nào? Wow, một chiếc xe bèn chuyên đi chở cát này. Các bạn ơi, à, các bạn thấy nhiều xe đồ chơi mới và đẹp chưa? Đây là có, đây rồi. Mình lại tìm thấy còn rất là nhiều xe. Xe này là một chiếc xe dọn rác này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe dọn rác rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không các bạn? Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe này là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Đẹp quá các bạn ạ. Đẹp quá nào. À, cùng mình đi tìm tiếp nào. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô. À, xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này. Các bạn thấy chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này có đẹp không nào? Bip 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 bip. Động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. À, động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn thấy hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi không? Đây, mình lại tìm thấy một chiếc xe dọn rác cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe dọn rác nhá các bạn nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là đẹp luôn. Đó, pip 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 pip. Đấy, hay chưa? Các bạn đẹp chưa? Wow, hôm nay mình tìm thấy có cả xe trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe trộn bê tông này, rất là đẹp các bạn ạ. Màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, hay quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông, xoay bồn chứ đều bê tông bên trong luôn này các bạn ơi. Các bạn có thích không? Wow, đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát rất là đẹp này. Wow, xịn chưa các bạn ơi, xịn chưa, đẹp chưa này. Wow, một chiếc xe máy xúc nhở. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe này là một chiếc xe này là một chiếc xe thang này. Đây là một chiếc xe thang rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi mới và đẹp quá này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. À, đấy, một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Nào, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe tải chở máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe tải chở máy xúc cát rất là đẹp luôn nhá. Wow, đây mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải chở xe đạp nhá, xe tải chở xe đạp này. Wow, cậu bé đạp xe đi học đấy các bạn ạ. Nào, đây có một chiếc xe tải chở ô tô này, xe tải chở ô tô đẹp chưa này các bạn ơi. Đấy, nâng thùng này, wow, hạ thùng này,
Đấy, một chiếc xe tải rất là đẹp luôn. Wow, còn đây nữa, đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Một chiếc xe lửa đẹp chưa này. Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe cứu hộ máy bay cảnh sát này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không nào, đẹp chưa nào. Đây là máy bay cảnh sát đấy nha. Wow, mình còn tìm thấy xe trộn bê tông đẹp này các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp quá. Đây là xe lưng hàng đẹp này. Hôm nay mình tìm thấy toàn là xe lưng hàng thôi các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe lưng hàng này không? Wow, đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Đấy, xe tải chở xe xúc lật nha. Đây là một chiếc xe cậu múc cát này. Đây là một chiếc xe cần cậu múc cát này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, hay quá. Đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Wow, hay chưa. Đây có một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ạ. Các bạn này, chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. À, đây có một chiếc xe cân cầu móc này. Đây là một chiếc xe cân cầu móc rất là đẹp này các bạn ơi. Đẹp chưa này. Đẹp quá. Đây có một chiếc xe máy xúc cát này. À, đẹp chưa. Đấy, hay chưa. Ui, các bạn ơi, một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá. Đây là xe trộn bê tông nha. Wow, đây là một chiếc xe này. Là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Wow, hay quá các bạn ạ. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cầu móc này các bạn ơi. Màu vàng nha. Wow, một chiếc xe cần cầu móc màu vàng rất là đẹp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe cần cầu móc màu vàng. Ui, đây là xe dọn rác này các bạn. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác này các bạn ơi. Wow, các bạn xem video của mình hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh nhá. Đây là xe máy này, xe máy này. Đây, đây là một chiếc xe máy đấy. Xe máy, đây là một chiếc xe lửa này. Xe lửa chở con rùa, con cá biển bên trong này. Wow, đây, đây là một chiếc xe gì đây. Đây là một chiếc xe tải nhá. Đó, đây là một chiếc xe gì đây nào. Một chiếc xe tải. Xe tải Ben đấy, xe tải chuyên đi chợ đất này. Ô, đây có một chiếc xe máy xúc này. À, múc nào. À, đây có một chiếc xe tải nha. Ô, xe tải chở ô tô này. Wow, đây có một chiếc xe cậu múc cát này. Wow, hay chưa. Múc nào, múc nào. Ô, đây là một chiếc xe bít này. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Hẹn các bạn ở video mới nha. Xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo.